Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước quốc tế tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bản tin tối ngày hôm nay Chủ nhật 29 tháng 12 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Năm 2019, xuất siêu hàng hóa cả nước đạt 99 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 4 năm qua. Nhà vườn Đắk Lắk kỳ vọng vụ hoa Tết sẽ mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Độc đáo lễ hội múa rối tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Ước mơ xanh. Thưa quý vị khán giả, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay ước tính đạt 516,96 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 8,1%, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 7% so với năm 2018. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay ước tính đạt 516,96 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 9,94 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 4 năm qua. Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc là các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Về phía ngành hàng, điện thoại, linh kiện điện tử, hàng dệt may, da giày và thiết bị phụ tùng máy móc là những ngành hàng đạt tăng trưởng mạnh nhất trong năm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, dịp Tết nhu cầu thịt lợn tăng cao nhiều hơn nên thiếu khoảng 15% so với nhu cầu thị trường. Hiện nay Hà Nội còn hơn 850.000 con lợn, gồm 650.000 con tại các công ty và 205.000 con do người dân nuôi mỗi ngày cung cấp 350 tấn thịt ra thị trường so với nhu cầu thiếu khoảng 5%. Tuy nhiên dịp Tết, nhu cầu thịt lợn nhiều hơn nên thiếu khoảng 15%. Do nhu cầu thịt lợn tăng nên trọng lượng lợn xuất chuồng hiện nay tăng bình quân mỗi con 17%. Hiện Hà Nội đã tái đàn được 300.000 con lợn, bằng một nửa so với số lượng lợn bị tiêu hủy do dịch. Theo Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa với tổng số tiền gần 545 tỷ đồng. Các mặt hàng dự trữ gồm gạo, thịt, bánh, kẹo, sữa, mì, khí đốt, xăng dầu. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp vay vốn tổng số tiền gần 45 tỷ đồng với lãi suất 4% một năm để dự trữ các mặt hàng nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội mua hàng hóa thiết yếu với giá thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 15%. Theo báo cáo của Cục Thống kê Trà Vinh, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn hơn 193.000 con, giảm gần 126.000 con so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo đủ nguồn thịt lợn phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Công Thương tỉnh đã vận động các doanh nghiệp dự trữ thịt lợn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh nên sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt. Những ngày này khi mà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng bước vào cao điểm chăm sóc hoa cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Tết. Không khí bận rộn, xen lẫn háo hức như mang Tết đến gần hơn. Theo các nhà vườn tỉnh Đắk Lắk, năm nay thời tiết rét đột ngột vào tháng 10, tháng 11 âm lịch khá bất lợi cho các nhà vườn cây cảnh. Thế nhưng với những ai đã có kinh nghiệm trồng hoa, làm cây cảnh lâu năm sẽ có kinh nghiệm khắc phục điều tiết vườn hoa, cây cảnh theo thời tiết. Tết năm nay thì cũng như mọi năm tôi trồng là hoa lai ơn này, rồi bông cúc vàng, là có một vài trăm chậu là cũng là bông cúc vàng. Năm nay thì xuống thì cũng như các năm là ví dụ tháng 8 xuống này, rồi cái bông Tết như bông Tết này là tháng 9, tháng 10, nhưng mà năm nay là theo mình là thời tiết là hầu như là hơi bất lợi so với mọi năm. Cái dòng hồ điệp này thì mình chỉ lấy ít về để mà gọi là bán vui xuân, cũng vài trăm giò gì, 200 giò bán được một số rồi, còn một số chưa dễ phóng được. Trong thời tiết năm nay thì nhìn chung thì nó cũng có nhiều cái bất lợi. Theo dự đoán của các nhà vườn, do giá cả nông sản tại Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng ngày càng hạ, cà phê và tiêu mất mùa, nên sức mua hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ giảm so với các năm trước. Như năm nay mình thấy là về nhà nông rồi cũng như là cà phê, cà pháo thì mất mùa, rồi heo thì cao, phải không? Còn cái chuyện hoa quả thì nhà nào cũng phải có, mà cái sức mua đến lúc bây giờ thì không thể nói trước được. Nên lúc đấy là mình sẽ hay, nhưng mà mình vẫn hy vọng là năm nay có cái là hơn năm trước. Người lao động mua cái cây tưởng là đơn giản, nhưng mà thật ra đó là cái bàn tay nghệ nhân nó tác động vào trong một cái cây để có phục vụ cho nó Tết. Rồi khi mà thấy Tết rộn ràng thì mình cũng vui. Những kỳ vọng về một chợ hoa xuân sôi nổi, về một Tết Nguyên đán đầm ấm, nhiều niềm vui cũng đã tiếp thêm động lực để các nhà vườn tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng cho từng bông hoa, cây cảnh. Ngoài hy vọng về một mùa hoa Tết lợi nhuận,
Các nhà vườn còn hy vọng từng bông hoa cây cảnh mình tạo ra sẽ tô điểm đẹp cho bức tranh mùa xuân, làm đẹp nhà, đẹp cổng, đẹp đường làng, ngõ xóm. Thưa quý vị khán giả, Nghị định số 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã phải trải qua tới 12 lần dự thảo sửa đổi trong hơn 3 năm. Có thời điểm được 25 trên 26 thành viên chính phủ đồng ý nhưng vẫn chưa được thông qua. Và sau nhiều lần trễ hẹn thì Nghị định số 86 chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày ký. Vậy Nghị định 86 mới được ban hành có điểm gì mới? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Không quy định bắt buộc taxi truyền thống phải gắn hộp đèn. Xe công nghệ không đeo màu mà chỉ dán cố định cụm từ xe hợp đồng hoặc xe hợp đồng điện tử. Khẳng định rõ đơn vị tính cước bằng phần mềm đặt chuyến, hủy chuyến, tham gia một trong các công đoạn điều hành vận tải là đơn vị kinh doanh vận tải. Hộ kinh doanh cá thể được tham gia hoạt động kinh doanh loại hình xe hợp đồng điện tử. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả người lái xe trở lên, phải lắp camera giám sát hành trình. Thưa quý vị khán giả, lễ hội múa rối Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 với chủ đề Ước mơ xanh đã chính thức khai mạc tối qua 28 tháng 12, thu hút đông đảo khán giả nhí đến tham gia, giao lưu và trải nghiệm. Lần thứ 2 được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội múa rối đã trở thành sân chơi hấp dẫn, đặc biệt có sức hút với các khán giả nhí. Không gian lễ hội được mở ra với nhiều hoạt động để mọi khán giả khi đến đều được trải nghiệm nghệ thuật múa rối. Các trẻ em khá thích thú với tạo hình các nhân vật hoạt hình quen thuộc như chuột Mickey, vịt Donald hay tạo hình ông Địa hoặc chú Tễu. Được biết là hôm nay có cái lễ hội múa rối của Việt Nam thì bé cũng thích những cái trò chơi dân gian ở đây. Thì mình cũng muốn là cho bé làm quen với những con vật để cho bé hiểu biết được dân gian mình. Hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các đoàn nghệ thuật múa rối trên toàn quốc tham gia và đóng góp hàng trăm tiết mục biểu diễn rối các thể loại từ rối nước, rối que, rối lùn cho đến rối dây. Có đến 3 sân khấu được thiết kế cho không gian lễ hội, qua đó giúp khán giả có thể hình dung khái quát toàn bộ sự đa dạng, phong phú và đặc sắc của nghệ thuật múa rối Việt Nam. Em thấy rất là xúc động, vì các anh chị em nghệ sĩ họ đã rất là vất vả và kỳ công hay lặn xuống nước để cho biểu diễn cho tất cả mọi người cùng xem và cho ra một cái tác phẩm nghệ thuật rất là hay, rất là nhân văn, ý nghĩa sâu sắc. Bên cạnh đó thì cũng rất là gần gũi. Qua cái lễ hội này thì chúng tôi thấy được vấn đề là chung là cái giá trị về văn hóa cổ truyền múa rối nước của Việt Nam, và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ mang tới tất cả những giá trị đích thực của công ty chúng tôi để cùng đồng hành văn hóa cổ truyền Việt Nam. Lễ hội năm nay có 3 hoạt động chính bao gồm diễu hành, triển lãm trưng bày, biểu diễn nghệ thuật múa rối. Trong đó hàng đêm tất cả các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia diễu hành, vừa di chuyển vừa biểu diễn rối dọc hai bên tuyến phố Nguyễn Huệ. Họ hóa trang rực rỡ rồi biểu diễn trên nền nhạc sôi động, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Liên Hợp Quốc vừa thông qua ngân sách năm 2020 với trị giá lên tới 3,084 tỷ đô la Mỹ. Triều Tiên thảo luận về các chính sách quan trọng cho chiến thắng mới trong cuộc cách mạng. Biểu tình phản đối cải cách tiền lương tại Pháp tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Thưa quý vị khán giả, hôm qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua ngân sách thường niên của Liên Hợp Quốc lên tới 3,084 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn so với mức 2,849 tỷ đô la Mỹ chi tiêu trong năm 2019. Đây là lần đầu tiên trong 40 năm qua Liên Hợp Quốc lên kế hoạch ngân sách thường niên. Từ năm 1974, ngân sách của Liên Hợp Quốc được chuẩn bị theo định kỳ 2 năm một lần. Ngân sách thường niên sẽ được chi tiêu theo năm dương lịch. Ngân sách này được dùng cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các vấn đề chính trị, luật pháp và công lý quốc tế, hợp tác khu vực vì phát triển, các vấn đề nhân đạo và quyền con người và thông tin công. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc còn có ngân sách riêng cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, ngân sách cho việc này là 6,51 tỷ đô la Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin cho biết, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành ngày họp đầu tiên để thảo luận về các chính sách quan trọng cho chiến thắng mới trong cuộc cách mạng. Theo KCNA,
chủ trì cuộc họp trong ngày 28 tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh yêu cầu xác định hướng đi của Đảng Lao động Triều Tiên cũng như của đất nước và các chính sách quan trọng cho chiến thắng mới trong cuộc cách mạng trong tình hình hiện nay. Cuộc họp thảo luận các vấn đề quan trọng nổi lên trong xây dựng Đảng và các hoạt động xây dựng nhà nước và nền quốc phòng Triều Tiên. Theo đánh giá, kỳ họp lần này có thể kéo dài nhiều ngày. Cuộc họp trên được xem là động thái đáng chú ý mới nhất của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này thông báo sẽ tổ chức họp để quyết định về các vấn đề quan trọng. Điều này cũng làm dấy lên những đánh giá cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng đưa ra các quyết định về chính sách có thể liên quan tới quá trình đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Mỹ. Cuộc biểu tình của ngành vận tải Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã bước sang ngày thứ 23 trong bối cảnh chính quyền vẫn cương quyết thúc đẩy kế hoạch này. Trong ngày 28 tháng 12, cuộc biểu tình đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở thủ đô Paris. Đây là cuộc biểu tình kéo dài nhất trong lịch sử nước Pháp. Hiện lực lượng an ninh được đặt trong mức báo động cao để phòng tái diễn tình trạng các phần tử quá khích đốt phá các cửa hàng và phương tiện như những cuộc biểu tình trước đó. Trước đó, Pháp đã công bố chi tiết kế hoạch cải cách chế độ hưu trí theo hướng có sự nhượng bộ với phía nghiệp đoàn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt phía nghiệp đoàn chưa hài lòng là việc hệ thống hưu trí mới sẽ hủy bỏ các cơ chế lương hưu đặc biệt. Ngoài ra, phía nghiệp đoàn cũng không đồng tình kế hoạch kéo dài tuổi lao động của chính phủ. Tại Mỹ, ngày 28 tháng 12, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bị rơi ở Lafayette, thành phố lớn thứ tư thuộc bang Louisiana, miền nam nước Mỹ, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Thông báo của Sở Cứu Hỏa thành phố Lafayette xác nhận có một người sống sót trong vụ tai nạn, ngoài 5 người thiệt mạng. Thông báo cho biết chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại 8 chỗ ngồi, trong khi đó cư dân sở tại cho biết 3 người trên mặt đất đã được đưa tới bệnh viện. Truyền thông địa phương dẫn lời một người phát ngôn Sở Cảnh sát Lafayette nói rằng chiếc máy bay nhỏ thuộc sở hữu tư nhân bị rơi gần một siêu thị Walmart. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới 2020. Không khí náo nức chuẩn bị cho một năm mới trọn vẹn đang tràn ngập khắp thế giới. Tại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, quốc gia châu Á đón năm mới theo lịch phương Tây cũng đang chuẩn bị trang hoàng đường phố với những kiểu trang trí đẹp mắt. Những cổng thông trong tiếng Nhật gọi là Kadomatsu đang bắt đầu xuất hiện nhiều trên các con phố Nhật Bản. Đây là một phong cách trang trí truyền thống của người dân xứ sở mặt trời mọc. Kadomatsu gồm có 3 ống tre vắt chéo trong cùng một cánh thông. Mỗi dịp năm mới thì người dân sẽ đặt chúng ở cạnh cửa hoặc trước nhà, cửa hàng hay công sở với hy vọng có một năm mới hạnh phúc thịnh vượng. Trong khi đó, các cửa hàng bán đồ trang trí luôn tấp nập người ra vào. Những chiếc bưu thiếp tinh xảo hay những con chuột biểu tượng của năm 2020 được làm thủ công từ giấy washi bởi bàn tay khéo léo của những người thợ tài ba và những chiếc vòng wakizari vẫn luôn là những mặt hàng đắt khách nhất trong năm. Ý nghĩa của những món đồ này là giúp cho khách hàng rũ bỏ những điều xấu trong năm cũ và làm mới bản thân khi chuẩn bị bước sang năm mới. Bên cạnh đồ trang trí thì thị trường thực phẩm cũng vô cùng sôi động. Những món ăn truyền thống này được các đầu bếp chế biến kỳ công, giúp chúng kéo dài hạn sử dụng trong kỳ nghỉ. Dịp cuối năm, đặc biệt trong hai ngày 30 và 31 là thời điểm rất quan trọng đối với các siêu thị hay các trung tâm thương mại. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Ông Akihiro cho biết thêm, tiêu dùng của người Nhật Bản tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này giúp cho họ bù đắp sự sụt giảm trước đó vào cuối tháng 11 khi mà thuế bán hàng tăng từ 8 lên 10%. Năm 2020, người lao động Nhật Bản sẽ được nghỉ tới 9 ngày. Nhiều người đã lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Theo báo cáo của công ty du lịch JTB, lượng người đi du lịch vào dịp năm mới tăng mạnh lên 762.000 người. Bên cạnh việc đi du lịch thì cũng có phần đông người dân lại lựa chọn về quê để đoàn tụ với gia đình. Nhật Bản không có phong tục đón Tết như hầu hết những nước châu Á lân cận, mà họ đón năm mới theo lịch dương như các nước phương Tây. Tuy nhiên, Tết truyền thống của Nhật Bản thì vẫn luôn giữ gìn được những sắc thái văn hóa đặc trưng của người phương Đông. Thưa quý vị khán giả, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.